chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối của đài truyền hình Trà Vinh hôm nay thứ hai ngày 12 tháng 2 nhằm mừng ba Tết. Thay mặt ban biên tập chương trình, kính chúc quý vị và các bạn một năm mới an khang thịnh vượng. Và trong chương trình thời sự tối nay gồm có những nội dung sau. Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số là xu hướng tất yếu và đang được triển khai sâu rộng tại nhiều địa phương trong cả nước. Riêng tại Trà Vinh trong thời gian qua, tỉnh đã triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp đẩy mạnh phát triển chính quyền số để thúc đẩy chuyển đổi kinh tế số, xã hội số và công dân số. Nhờ đó, công tác chuyển đổi số trên địa bàn đã đạt được những kết quả khả quan trên nhiều lĩnh vực, mang đến tiện ích cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Cải cách hành chính là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta nhằm xây dựng chính quyền điện tử, phát triển kinh tế số và xã hội số. Trên tinh thần đó, ngay từ đầu năm 2023, Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh đã tập trung triển khai thực hiện sáng kiến ngày thứ Sáu tăng cường truyền thông về cấp phiếu lý lịch tư pháp. Qua đây, Sở tập trung tuyên truyền để giúp người dân nắm rõ từng bước chuyển từ nộp hồ sơ trực tiếp sang trực tuyến, phấn đấu 100% thủ tục hồ sơ tiếp nhận phải được xử lý, cập nhật trạng thái trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Người dân khi làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp có thể làm tại nhà, và nếu đến trung tâm phục vụ hành chính công thì chỉ cần xuất trình căn cước công dân để đối chiếu là thực hiện được thủ tục mà không cần đem theo bất kỳ giấy tờ nào khác. Thống kê trong năm 2023 cho thấy tổng số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2022. Bên cạnh việc quan tâm thúc đẩy chính quyền số, trong năm qua, chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh cũng là một trong những vấn đề tỉnh đặc biệt quan tâm. Trà Vinh tập trung triển khai kế hoạch phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn. Toàn tỉnh hiện có trên 120 doanh nghiệp tham gia sàn thương mại điện tử với trên 600 sản phẩm, hơn gần 70.000 hộ sản xuất nông nghiệp có tài khoản bán hàng trên sàn thương mại điện tử. Đặc biệt, tỉnh cũng tập trung vận động nhân dân tham gia mô hình chợ không dùng tiền mặt. Theo ghi nhận, tại hai chợ Nhị Long, xã Nhị Long và chợ Quyền Hội, xã Quyền Hội, huyện Càng Long, Việt theo Trà Vinh đã xây dựng các điểm nạp tiền rút tiền với gần 30 nhân viên hướng dẫn hỗ trợ tiểu thương và người dân có nhu cầu sử dụng. Có trên 150 tiểu thương tại hai chợ được trang bị mã QR, kết nối với các ngân hàng và các ví điện tử, tạo tài khoản Viettel Money để hỗ trợ tiểu thương và khách hàng thực hiện các giao dịch chuyển tiền, nạp tiền, rút tiền và mua bán trực tuyến. Hồi xưa chưa có xài Viettel, sử dụng qua chuyển khoản thì trả tiền mặt. Bây giờ nó qua chuyển khoản rồi mình cho vô thẻ thì nó tiện lợi hơn lúc hồi xưa. Trong năm vừa qua, các địa phương trong tỉnh đã tích cực thực hiện đề án 06 của Chính phủ và lời kêu gọi của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc chủ động tham gia đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Đơn cử như tại huyện Tiểu Cần, Công an huyện đã phối hợp với huyện đoàn tuyên truyền vận động nhân dân cài đặt kích hoạt sử dụng tài khoản định danh điện tử bằng ứng dụng VNEID với phương châm đến từng nhà, ra từng người, xác lập tài khoản định danh điện tử, phục vụ nhân dân. Theo đó, hai đơn vị hướng dẫn các xã thị trấn thành lập tổ công nghệ số cộng đồng gồm các lực lượng công an viên, đoàn viên thanh niên, ban nhân dân ấp đến từng nhà giúp người dân cài đặt định danh, kích hoạt VNEID nhằm làm sạch dữ liệu dân cư. Qua đó đảm bảo quyền lợi ích của công dân khi tích hợp và sử dụng các tiện ích điện tử trực tuyến, góp phần đẩy nhanh công tác cải cách hành chính và thực hiện chính quyền số. Xã với bên đoàn lợi thì chỉ em bên áp thì em thấy nó có thuận tiện, sau này mình có đi làm giấy tờ là hay đi đâu thì nó cũng thuận tiện hơn. Tới nhà rồi chỉ hướng dẫn cho mình á, mình biết thì thấy cũng mừng lắm, cũng vui lắm chứ bị mình không có gành. Ứng dụng chuyển đổi số là xu hướng tất yếu hiện nay trên tất cả các lĩnh vực. Chính vì vậy, không chỉ tập trung chuyển đổi số trong lĩnh vực chính trị, kinh tế, mà tỉnh cũng quan tâm chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa. Trong năm vừa qua, đoàn thanh niên các cấp đã thực hiện việc số hóa di tích lịch sử bằng mã QR. Việc số hóa tư liệu hiện vật, thông tin các di tích lịch sử góp phần quan trọng trong việc tuyên truyền, giữ gìn, bảo tồn truyền thống lịch sử văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Qua đó giúp người dân có cái nhìn tổng thể về những di tích quê hương và nâng cao ý thức giữ gìn quảng bá các di tích đến giới du khách trong và ngoài nước. Thì đoàn Duyên Hải cũng đã thực hiện được số hóa di tích lịch sử bằng mã QR với 5 bài giới thiệu về di tích lịch sử trên địa bàn thị xã Duyên Hải, như là di tích bến tiếp nhận vũ khí Cùng Tàu, đền Hội Hủ,
di tích khu căn cứ tỉnh ủy, di tích lầu Bà Cố Hỷ và di tích đình Phước Lộc, thì các nội dung được thể hiện bằng hình thức trang lật, phông chữ dễ nhìn, giúp cho người đọc thì hứng thú. Các bài giới thiệu thì được đăng tải trên các trang mạng xã hội do đoàn hội đội quản lý, thu hút cũng trên 4.000 lượt quan tâm, tương tác và chia sẻ. Theo Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, trong năm 2022, tỉnh Trà Vinh xếp hạng 25 trên 63 về mức độ chuyển đổi số và là một trong 10 địa phương dẫn đầu về nhân lực số. Trong năm 2023, tỉnh đã bố trí trên 72 tỷ đồng để thực hiện 9 dự án phục vụ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Trong đó có 3 dự án mới và 3 dự án chuyển tiếp. Tỉnh Trà Vinh đặt mục tiêu đến năm 2025 cơ bản hoàn thành chuyển đổi số trong các cơ quan đảng nhà nước, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội của tỉnh. Ngày 26 tháng 1 năm 2022, Ban Thường vụ tỉnh ủy ban hành nghị quyết số 09 về chuyển đổi số tỉnh Trà Vinh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó xác định mục tiêu đến năm 2025, kinh tế số chiếm 10% GRDP của tỉnh, đến năm 2030 chiếm trên 25%. Nhằm từng bước đặt mục tiêu đã đề ra, Ủy ban dân tỉnh đã ban hành các kế hoạch để tổ chức thực hiện các chương trình, đề án hỗ trợ doanh nghiệp như kế hoạch số 50 ngày 12 tháng 7 năm 2022 về triển khai thực hiện nghị quyết số 09 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Kế hoạch số 59 ngày 19 tháng 9 năm 2022 về phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Chương trình triển khai chỉ thị đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và sự hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số phát triển kinh tế số trên địa bàn tỉnh Trà Vinh theo quyết định số 695 ngày 7 tháng 4 năm 2022. Kế hoạch phát triển doanh nghiệp số trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030. Và Trà Vinh có đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2022-2025, vân vân. Từ quan điểm chỉ đạo về những điều kiện thực tế, yêu cầu thực tiễn trên, các mô hình kinh doanh khởi nghiệp đòi hỏi phải có sự chuyển đổi linh hoạt để bắt kịp với thị trường. Sự tham gia của yếu tố công nghệ sẽ nâng cao năng suất lao động hiệu quả. Doanh nghiệp sẽ thấy toàn diện bức tranh tài chính, chân dung khách hàng và hiệu quả lao động khi bỏ qua những thủ tục thừa để giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao lợi thế cạnh tranh. Nhìn lại một năm đã qua, có thể thấy rằng tỉnh Trà Vinh đã không ngừng nỗ lực và đạt được nhiều kết quả khả quan trong công tác chuyển đổi số. Tin rằng tỉnh sẽ tiếp tục phát huy những kết quả này và tạo thêm nhiều điểm sáng mới về chuyển đổi số trong năm 2024 và những năm tiếp theo. Thú vị với các bạn, Trà Vinh là tỉnh ven biển và đồng bằng sông Cửu Long có dân số trên 1 triệu người, trong đó phụ nữ khởi nghiệp và nhóm phụ nữ khởi nghiệp tiềm năng có gần 5.400 người. Với phẩm chất cần cù, năng động, cùng sự chung tay tiếp sức của các ngành, các cấp, nhiều chị em đã mạnh dạn đầu tư khởi nghiệp, khẳng định được vị thế của mình trong gia đình và xã hội. Hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp là một trong những nội dung trọng tâm của nhiệm kỳ 2022-2027 được Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc khóa 13 đề ra. Trong bối cảnh thay đổi cơ cấu kinh tế và tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đề án 939 của chính phủ là minh chứng cho những cam kết và giải pháp hiệu quả trong nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ. Thông qua các hoạt động phối hợp với các cấp, các ngành, đề án 939 đã khơi dậy khát vọng khởi nghiệp, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh doanh, tạo việc làm mới cho nhiều phụ nữ, đặc biệt đối với phụ nữ ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Tại ấp 3 xã Mỹ Long Nam, huyện Cầu Ngang, chị Trần Thị Thu Ba, Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm Sao Kim VFG nghĩ rằng khởi nghiệp chẳng có gì cao xa mà chỉ là một cách vừa tăng thu nhập bằng chính sức lao động, sự sáng tạo của mình, vừa tạo việc làm cho cộng đồng. Tôi bắt đầu khởi nghiệp vào cuối tháng 3 năm 2023 này. Hiện tại thì cơ sở đã cho ra được 6 sản phẩm, trong đó là có chả bò, chả lụa, xúc xích heo, xúc xích bò, pate và chả cá. Còn cái tiêu chí mà để làm ra những cái sản phẩm sạch, an toàn thì đầu tiên là sẽ chọn những cái nguyên liệu đầu vào tại địa phương thông qua tuyển chọn rồi. Và cũng sử dụng rất là ít những cái gia vị, chủ yếu là cung cấp được cái sản phẩm sạch ra thị trường.
và còn đã đăng ký đầy đủ những cái quy trình đang sản xuất theo đúng tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm. Tốt nghiệp trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh là tiền đề giúp chị Lê Thị Hạnh Dung thực hiện đam mê nghiên cứu các giống cây trồng để phát triển kinh tế theo hướng nông nghiệp xanh. Bắt đầu thực hiện mô hình trang trại nông nghiệp mang tên Công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển nông nghiệp Gia Hưng vào đầu năm 2021 tại xã Long Sơn, Cầu Ngang. Chị Dung mạnh dạn đầu tư trồng dưa lưới Quỳnh Long, dưa hấu và 30 loại rau cải nhiệt đới lẫn ôn đới. Đặc biệt có ớt chuông, cà chua trái cây trên diện tích 2,8 hectare. Mô hình này không chỉ góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp xanh, sạch, mà còn truyền cảm hứng, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần khởi nghiệp sáng tạo trong hội viên phụ nữ ở địa phương. Tổng doanh thu công ty năm vừa qua đạt hơn 2 tỷ đồng, sau khi trừ mọi chi phí còn lợi nhuận 35%. Thì được sự hỗ trợ của các ban ngành, các cấp địa phương, đặc biệt là Hội Phụ Nữ tỉnh Trà Vinh, thì hỗ trợ về cái nguồn lực, về cái chi phí đánh giá chứng nhận, về những cái chi phí về tem nhãn, về cái thương hiệu. Thì hiện tại là công ty Gia Hưng đã có được khoảng 60 đại lý trên toàn quốc. Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Trà Vinh tập trung phối hợp ngành chức năng và các địa phương tổ chức nhiều diễn đàn, hội thảo thúc đẩy, hỗ trợ sản phẩm phụ nữ khởi nghiệp, sản phẩm tiềm năng lên OCOP, kết hợp trưng bày sản phẩm phụ nữ khởi nghiệp. Mục tiêu nhằm hỗ trợ phụ nữ tham gia chuỗi giá trị, sản xuất sạch, chế biến sạch, tiêu dùng sạch để nâng tầm sản phẩm bản địa đặc trưng. Tôi đang làm việc tại cơ sở đông trùng hạ thảo Lạc Hục Ca Gen. Sản phẩm chủ lực của tôi là đông trùng hạ thảo chuyên trị bệnh cho người lớn tuổi và tăng cường sinh lực và bổ sức khỏe. Sau khi được Hội Phụ Nữ hướng dẫn về OCOP và cái giá trị của OCOP mang lại thì mình rất là hứng thú và mình rất là mong muốn là bên cơ quan chức năng có thể hỗ trợ cho mình đăng ký OCOP thành công. Sức lan tỏa mạnh mẽ từ đề án 939 cùng nhiều chương trình dán thúc đẩy tinh thần kinh doanh cho phụ nữ nông thôn Trà Vinh đã khơi nguồn sáng tạo cho phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh. Nhiều chị em mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn để đầu tư sản xuất, kinh doanh, biến thử thách thành cơ hội và khẳng định được vị thế của mình trong gia đình và xã hội. Từ năm 2017 đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Trà Vinh đã hỗ trợ hơn 55 tỷ đồng cho hơn 1.600 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp. Hội tiếp tục chỉ đạo các cấp hội thực hiện tốt các cái hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, đặc biệt là các cái mô hình có hiệu quả. Hội tiếp tục phát huy và chỉ đạo nhân rộng. Trong đó thì hội tập trung một số cái hoạt động hỗ trợ cho phụ nữ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cụ thể trong thời gian tới. Thứ nhất là tăng cường chỉ đạo các cấp hội tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ hội, hội viên phụ nữ về chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về khởi nghiệp. Đặc biệt là quan tâm các cái hoạt động như là đối thoại, tư vấn về các chính sách hỗ trợ nhằm khuyến khích các ý tưởng đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ vào quá trình sản xuất, kinh doanh tham gia, khởi nghiệp đủ điều kiện để phát triển sản phẩm. Thứ hai nữa đó là tiếp tục phối hợp với các sở ngành tổ chức nhiều hoạt động nhằm hỗ trợ các giải pháp, kết nối chuỗi cung ứng sản phẩm tiềm năng của địa phương, sản phẩm OCOP tạo điều kiện để cho các doanh nghiệp nữ. Thứ ba nữa đó là tập trung phối hợp các ngành có liên quan, chủ động xây dựng kế hoạch hỗ trợ các sản phẩm, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp nữ, phụ nữ khởi nghiệp, đăng ký bảo hộ sản phẩm, xây dựng nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý và truy xuất nguồn gốc nhằm tạo thương hiệu và mở rộng thị trường, đưa những cái sản phẩm chủ lực của tỉnh vươn xa, để mà khẳng định vai trò vị thế của phụ nữ trong tiến trình phát triển kinh tế. Để chấp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ, hướng tới các cấp hội tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kết nối, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm của phụ nữ, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn vay giúp phụ nữ khởi nghiệp. Hội tập trung vận động hộ kinh doanh tham gia hợp tác xã kiểu mới, doanh nghiệp nữ đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu hàng hóa, bảo hộ tài sản trí tuệ để phát triển bền vững trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo. Thú vị và các bạn, Trà Vinh dùng đất mang nét đặc trưng cho sự giao thoa chuyển tiếp giữa đồng bằng và biển. Hệ sinh thái tự nhiên đã ưu ái ban tặng cho Trà Vinh dải đất cuối nguồn Cửu Long, hệ thống du lịch sinh thái rừng ngập mặn với nhiều sản phẩm đặc trưng của vùng biển ngập mặn. Hiện nay,
du lịch biển đã trở thành điểm nhấn độc đáo thu hút khách tham quan du lịch đến với Trà Vinh. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì Trung Nguyễn và Tú Rân đang có mặt tại bãi biển Ba Động. Đây là một bãi biển đẹp của đồng bằng sông Cửu Long. Và bãi biển Ba Động thì tọa lạc tại xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải, và cách trung tâm thành phố Trà Vinh 60 km về hướng đông nam. Biển Ba Động, mặn mòi hương vị phù sa của đất phương Nam, hứa hẹn sẽ là điểm đến tham quan du lịch nghỉ dưỡng hấp dẫn đối với du khách gần xa. Đặc biệt thời gian gần đây thì du lịch biển Trà Vinh bắt đầu gia tăng sức hút đối với du khách bởi những công trình điện gió được dựng lên sừng sững giữa biển khơi. Và ngay bây giờ xin mời quý khán giả hãy cùng bắt đầu hành trình tham quan khám phá du lịch biển Trà Vinh bên những công trình mới lấp đầy nắng và gió của biển khơi. Vùng biển Đông ven bờ các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long là vùng biển mang nặng phù sa do nhiều cửa sông lớn nhỏ đổ ra biển, nên phần lớn là bãi bùn, nước không trong. Trong số đó, biển Ba Động được coi là khu vực hiếm hoi ở miền Tây Nam Bộ, được thiên nhiên hào phóng ban tặng cho bãi cát dài trên 10 km từ ấp Nhà Mát tới ấp Cồn Trứng. Do độ dốc thoai thoải khi nước thủy triều xuống, bãi cát phẳng mịn trải dài phơi ra hàng trăm mét. Dọc bờ biển Đông từ Gò Công tới mũi Cà Mau, Ba Động là vùng biển duy nhất có bãi cát đẹp, sóng yên biển lặng và êm đềm, nên nơi đây đã sớm hình thành khu du lịch biển, được nhiều du khách lựa chọn Ba Động là điểm đến tham quan nghỉ mát. Lần đầu tiên xuống đây thôi, thấy khung cảnh thì rất là đẹp, rất là nhìn rất là đẹp, rất hấp dẫn. Sở dĩ bãi biển có tên Ba Động là vì mỗi khi thủy triều xuống, bờ biển nơi đây lại nổi lên ba động cát, tạo nên sự hiếu kỳ cho nhiều người. Cho đến đầu thế kỷ 20 thì tiềm năng của vùng biển này mới bắt đầu được khai thác. Trải qua nhiều năm tháng, nơi đây vẫn giữ được nét hoang sơ vốn có, được coi là món quà mà thiên nhiên ưu ái ban tặng với những bãi cát dài phẳng mịn, trải dài bất tận bên những rừng dương lộng gió. Biển phù sa của mình á thì nó khác hơn so với biển miền Trung mình nhiều, tại vì anh sống miền Trung ha, thì cái biển ở đây thì nước có vẻ là nó có nhiều phù sa nên là nó không trong lắm. Tuy nhiên á là ở đây gió rất là mát. Cái thứ hai nữa là có những cái công trình điện gió nó có những cái sức hút riêng mà miền Trung là không có. Và thật ra Trà Vinh thì ngoài công trình điện gió thì con người ở đó rất là hiếu khách. Cho nên là cái điều đó là anh rất thích. Nằm trong quần thể du lịch sinh thái rừng ngập mặn rộng hơn 368 hectare với nhiều sản vật đặc trưng của vùng ngập mặn, biển Ba Động trải dài hàng chục km đã trở thành một điểm nhấn hấp dẫn đối với du khách. Cho dù đến với Ba Động vào mùa nam hay mùa chướng, du khách đều có thể thong thả dạo bước trên những bãi cát phẳng lì, trải dài và lắng nghe bản nhạc hòa tấu của thiên nhiên, tiếng sóng vỗ êm đềm bên những hàng dương lộng gió. Bên cạnh cảnh đẹp đến nao lòng người, thật là thiếu sót nếu chúng ta đến du lịch Ba Động mà không thưởng thức các món ăn dân dã đặc trưng của vùng biển ngập mặn như bà khía, dù ụ, cua biển và nhiều loại cá đặc sản chứ danh của vùng biển Trà Vinh đang chờ du khách đến khám phá và thưởng thức. Hiện nay, bức tranh du lịch biển Ba Động càng được tô điểm đẹp hơn và gia tăng sức hút, sự hấp dẫn đối với du khách bởi những cánh đồng điện gió trải dài bất tận. Các cánh đồng điện gió nằm trong vùng biển duyên hải Trà Vinh, rộng hàng trăm hecta, trải dài trên địa bàn các xã Hiệp Thạnh, Trường Long Hòa, Đông Hải. Cách trung tâm thành phố Trà Vinh khoảng 50 km, xuôi theo quốc lộ 53, được đầu tư nâng cấp mở rộng hướng ra biển. Dù cách xa cả chục cây số, nhưng bạn vẫn có thể nhìn thấy những cánh quạt điện gió quay đều như những chòm chóng khổng lồ trên một khoảng không gian rộng lớn của nền trời xanh. Chắc chắn nhiều người sẽ ngỡ ngàng trước cảnh sắc thiên nhiên đẹp mơ màng như một bức tranh được họa giữa biển trời bao la. Chỉ sau một thời gian ra mắt điểm du lịch cánh đồng điện gió đã gia tăng sức hút đối với khách tham quan. Trung bình hàng tháng đã có chục ngàn lượt khách đến Trà Vinh tham quan, du lịch nghỉ dưỡng. Hiện nay điện gió Trà Vinh là một trong những điểm đến du lịch biển hấp dẫn ở miền Tây, làm phong phú thêm các sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh. Thiên viện Trúc Lâm tọa lạc tại ấp Khoáng Tiều, xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải, cách trung tâm thành phố Trà Vinh 50 km về hướng đông nam. Thiên viện Trúc Lâm được xây dựng trên khuôn viên rộng 7 hectare trong khu du lịch sinh thái rừng ngập mặn ven biển, mặt tiền nhìn ra biển Đông bao la. Toàn bộ các kiến trúc tại Thiên viện Trúc Lâm Trà Vinh được thiết kế và xây dựng theo mô hình các ngôi chùa Phật giáo Việt Nam thời Lý Trần, mà điển hình là các mái ngói dạng hai tầng, các đầu đao cuối mái được vuốt cong nhẹ nhàng, thể hiện tính khiêm cung hài hòa với tự nhiên của dân tộc. Với những giá trị mang tính lịch sử truyền thống
và nghệ thuật kiến trúc đặc trưng của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Thiền viện là địa chỉ du lịch tâm linh, thu hút Phật tử, du khách gần xa về tham quan, giảng cảnh, chiêm bái Đức Phật và hướng lòng mình trở về với cội nguồn dân tộc. Thiền viện Trúc Lâm Trà Vinh sẽ là điểm nhấn du lịch của đồng bằng sông Cửu Long nói chung và tỉnh Trà Vinh nói riêng, góp phần đa dạng sản phẩm du lịch trong quần thể khu du lịch sinh thái rừng ngập mặn, ven biển. Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh, năm 2023, tổng lượt khách đến Trà Vinh tham quan du lịch ước đạt trên 2.100.000 lượt khách. Tổng doanh thu du lịch đạt trên 1.700 tỷ đồng, tăng gần 90% so với năm 2022. Năm nay thì là một năm mà các cái công ty lữ hành đã kết nối trở lại với Trà Vinh và mở rộng cái thị trường thiên. Tôi cho đây là điểm sáng quan trọng. Thông qua hai cái hoạt động xúc tiến quảng bá của du lịch tỉnh nhà ở tại Hà Nội và thành phố Đà Nẵng cho miền Trung. Thứ hai đó là cái kết nối giữa 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long với thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện đầy trách nhiệm và có cái chuyển biến rất là tích cực. Tất cả các sản phẩm du lịch của tỉnh thì được các cái tỉnh trong khu vực, đặc biệt là các tỉnh liên kết phát triển phía đông đồng bằng sông Cửu Long, nó là hòa quyện và kết nối sản phẩm với nhau, được khai thác có hiệu quả. Cái điểm sáng thứ ba đó là nhận thức của cấp ủy chính quyền địa phương cũng như người dân làm du lịch thì hiện nay là rất là tích cực và trong quá trình triển khai thực hiện thì phải nói là phối hợp rất là đồng bộ. Cho nên các cái hoạt động mà thực hiện theo nghị quyết 48 của tỉnh ủy, cái kế hoạch 918 của ban dân tỉnh về phát triển du lịch cơ bản là ngành kinh tế trọng tâm và là mũi nhọn đến năm 2030, nó đã có những cái căn cơ và có khả năng để chúng ta tiếp cận phát triển bền vững. Chúng ta kỳ vọng trong thời gian tới, du lịch Trà Vinh sẽ trở thành một điểm nhấn độc đáo trên bức tranh đa dạng, nhiều màu sắc về du lịch ở đồng bằng sông Cửu Long, nơi các giá trị truyền thống không chỉ được bảo tồn nguyên vẹn mà còn được phát huy, trở thành một sản phẩm du lịch độc đáo mang thương hiệu đặc trưng cho vùng đất Trà Vinh, như một khúc nhạc nhẹ nhàng có sự hòa quyện trong một không gian tĩnh lặng của rừng ngập mặn và đậm đà dư vị mặn mòi của biển khơi. Thú vị cho các bạn, trong năm 2023, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, nhất là trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội cho tỉnh nhà. Nhân dịp bước vào năm mới, bà Nguyễn Thị Đăng Thương, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Trà Vinh, đánh giá thành tựu năm 2023 và quyết tâm chính trị của ngành bảo hiểm xã hội tỉnh trong năm 2024, với mục tiêu là góp phần chăm lo tốt đời sống cho người dân. Thưa bà Nguyễn Thị Đăng Thương, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Trà Vinh, trước hết thì thay mặt những người chương trình xin chúc bà một năm mới hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống. Thưa bà, chúng tôi được biết thì trong năm 2023 thì tỉnh Trà Vinh cũng thực hiện thắng lợi nhiều cái nhiệm vụ quan trọng, trong đó có 23 chỉ tiêu mà Ủy ban nhân dân tỉnh đã thực hiện đạt. Trong đó có cái lĩnh vực về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Vậy thì nhân dịp đầu năm mới thì bà có thể đánh giá lại cái thành tựu mà ngành bảo hiểm tỉnh đã đạt được trong năm 2023. Dân, trong năm 2023 thì Bảo hiểm xã hội tỉnh Trà Vinh dưới sự quan tâm lãnh chỉ đạo sâu sát của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tỉnh ủy, ủy ban nhân tỉnh cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị của tỉnh thì Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác thu và phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Cụ thể là với tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội là trên 151.000 người, chiếm 29,12% lực lượng lao động và đạt 134,1% chỉ tiêu của Ủy ban nhân dân tỉnh giao. Thì trong đó thì cái số người mà tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là trên 25.000 người, chiếm 4,05% lực lượng lao động và đạt là 101,3% chỉ tiêu của Ủy ban nhân dân tỉnh giao và đạt là 104,8% của kế hoạch Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao. Còn về số người tham gia bảo hiểm y tế, tổng số là trên 977.000 người, chiếm 95,85% dân số, đạt 101,1% so với chỉ tiêu của Ủy ban nhân dân tỉnh giao.
cái thành tựu thứ hai là Bảo hiểm xã hội tỉnh đã quyết tâm nỗ lực phấn đấu giải quyết và chi trả kịp thời các cái chế độ cho người thụ hưởng. Thì trong năm, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết cũng như là trả kết quả cho trên là 206.000 hồ sơ các loại, đặc biệt là xét duyệt và chi trả kịp thời đúng chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho hơn 28.000 lượt người với số tiền là hơn 1.498 tỷ đồng. Cũng bên cạnh đó thì cũng có thanh toán cái chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho gần 2 triệu lượt người với số tiền là trên 757 tỷ đồng. Cái thành tựu thứ ba đó là đẩy mạnh đa dạng và linh hoạt các cái hình thức truyền thông cũng như là tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến từng người dân, đến từng người lao động với phương châm là không để một ai không biết về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Vâng, như bà cho biết thì những cái thành tựu đạt được của ngành bảo hiểm xã hội tỉnh đạt được trong năm 2023 là một vấn đề rất là quan trọng, góp phần cho tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023. Tuy nhiên thì qua đánh giá của các đồng chí lãnh đạo tỉnh thì bước vào năm 2024, tỉnh ta cũng sẽ gặp nhiều thách thức trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Theo bà, ngành bảo hiểm xã hội sẽ gặp những thách thức gì trong năm 2024? Dạ, trong năm 2023 thì đã cũng có những cái thách thức nhất định mà chúng ta đã thấy. Và bước vào năm 2024 thì ngành bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ tiếp tục gặp những cái khó khăn thách thức. Cái thứ nhất là về cái chỉ tiêu giao, đặc biệt là đối với hai chỉ tiêu là bảo hiểm y tế là giao phải đạt trên 94,95% so với dân số, thì tương đương khoảng trên 970.000 người trên địa bàn tỉnh. Đây là một trong những cái khó khăn thách thức với lý do là cái số người tham gia bảo hiểm xã hội trong năm nay cũng bắt đầu tăng cao hơn so với năm 2023. Bên cạnh đó thì cái tình hình kinh tế, đặc biệt là cái tình hình về sản xuất kinh doanh của một số doanh nghiệp sau nhiều năm bị ảnh hưởng của đại dịch Covid cũng như là do cái tình hình an ninh thế giới, thì hiện nay một số doanh nghiệp vẫn chưa thể có thể là hoạt động vào sản xuất kinh doanh bình thường, vẫn phải tiếp tục cắt giảm lao động hoặc là tạm hoãn lao động hoặc là cắt giảm cái thời gian sản xuất. Chính vì vậy thì cũng ảnh hưởng rất lớn đến cái việc tham gia bảo hiểm y tế của người dân trên địa bàn, và điều đó thì cũng ảnh hưởng đến cái tình hình kinh tế xã hội của một bộ phận người dân, và điều đó cũng ảnh hưởng đến cái việc người dân sẽ quyết định tham gia bảo hiểm y tế. Vì trong một hộ gia đình, cái kinh tế người ta sẽ quyết định xem là người ta sẽ tham gia hết cho cả hộ hay là người ta chỉ ưu tiên tham gia cho những người già yếu và bệnh tật. Chính vì điều này thì Bảo hiểm xã hội cũng xác định trong năm 2024 này cũng về cái chỉ tiêu bảo hiểm y tế cũng sẽ gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó thì về chỉ tiêu bảo hiểm xã hội tự nguyện là phải đạt 5% trong lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, thì đây là một cái thách thức rất lớn, bởi vì bảo hiểm xã hội hiện nay thì có hai chính sách là chính sách hưu trí và tuổi tuất. Thì hai chính sách này thì hiện nay vẫn chưa đủ để mà cho người dân có thể là tích cực và tham gia cái bảo hiểm xã hội tự nguyện. Bên cạnh đó thì do luật bảo hiểm xã hội chưa thay đổi cho nên cái việc mà người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người ta cũng còn một chút gì đó e dè, đặc biệt là đối với cái số thời gian mà để được hưởng lương hưu hiện nay là vẫn còn 20 năm là tương đối dài và tương đối lâu. Bên cạnh đó, một cái điều quan trọng nữa đó là về cái tình hình kinh tế xã hội. Thì trong năm, với tình hình kinh tế xã hội hiện nay vẫn chưa có thể là hồi phục hoàn toàn sau đại dịch Covid-19 cũng như là do tình hình an ninh kinh tế thế giới, thì cái tình hình kinh tế về tài chính của người dân cũng ảnh hưởng rất là nhiều trong việc người ta có quyết định tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hay không. Vâng, với những thách thức đó thì mới đây chương trình trả lời ý kiến công dân của Đài Phát thanh Truyền hình Trà Vinh cũng nhận được nhiều ý kiến của người dân gửi đến. Họ muốn biết là trong năm 2024 thì ngành bảo hiểm xã hội sẽ đặt ra những cái mục tiêu, những cái chỉ tiêu gì để thực hiện thắng lợi cái nhiệm vụ năm 2024. Phát huy những cái thành tích, những cái
cách làm hay cũng như là những cái kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện của năm 2023 thì Bảo hiểm xã hội tỉnh Trà Vinh tiếp tục nỗ lực phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ mà được Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng như là tỉnh ủy, ủy ban dân tỉnh giao. Cụ thể là đối với năm 2024 thì phải có là 27,77% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội. Trong đó thì có 5% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, và cái tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế phải đạt là 94,95% so với dân số. Với những cái chỉ tiêu được giao như trên thì Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ phải quyết tâm nỗ lực triển khai đồng bộ tất cả các giải pháp từ ngay từ đầu năm 2024. Đồng thời thì cũng phải tiếp tục bám sát vào cái sự hướng dẫn lãnh chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, của tỉnh ủy, ủy ban dân tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Bên cạnh đó sẽ phải phối hợp chặt chẽ với các sở ban ngành trong tuyên truyền phổ biến vận động người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chỉ đạo các phòng nghiệp vụ bảo hiểm xã hội các huyện thị thường xuyên liên tục phối hợp với ủy ban dân các xã phường thị trấn rà soát, cập nhật và phân loại các cái đối tượng tiềm năng chưa tham gia để mà tuyên truyền vận động người dân tích cực tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng sẽ quán triệt đến cho toàn thể cán bộ công chức viên chức của ngành về cái tinh thần thái độ phục vụ để nâng cao cái trình độ kỹ năng đáp ứng được các cái công tác chuyên môn, và đặc biệt là đáp ứng được với cái sự tuyên truyền linh hoạt đa dạng hiện nay, và phải luôn tâm niệm với phương châm là đoàn kết, kỹ cương, linh hoạt, sáng tạo, chuyên nghiệp, hiệu quả đổi mới, phát triển và lập thành tích xuất sắc hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Vâng, thưa bà, thì chúng tôi cũng vừa nhận được nhiều lá thư của người dân gửi đến. Trong những lá thư thì đa số người dân cũng có một cái ý như thế này, là để đảm bảo quyền lợi cho người bảo hiểm y tế phải đi khám và điều trị bệnh bảo hiểm y tế trong dịp Tết, trong dịp nghỉ Tết năm nay, thì tỉnh Trà Vinh có những cái giải pháp gì? Đây là những câu hỏi của người dân cũng vừa gửi đến cho chương trình. Bà có thể cho biết về vấn đề này. Nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân, đặc biệt là người bệnh bảo hiểm y tế phải đi khám chữa bệnh và điều trị bệnh bảo hiểm y tế trong thời gian mà nghỉ Tết Nguyên Đán, thì Bảo hiểm xã hội tỉnh đã chỉ đạo cho phòng giám định bảo hiểm y tế cũng như là bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã phải thực hiện nghiêm cái chế độ trực Tết, và đồng thời là thông báo cái số điện thoại của lãnh đạo trực Tết cũng như là các giám định viên đến tất cả các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh để kịp thời tiếp nhận cái thông tin phản ánh, qua đó cũng kịp thời xử lý những cái khó khăn vướng mắc của người bệnh bảo hiểm y tế và của các cơ sở khám chữa bệnh liên quan đến với chế độ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Vâng, thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin chân thành cảm ơn bà Nguyễn Thị Đăng Thương, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Trà Vinh đã dành thời gian cho chương trình trả lời ý kiến công dân hôm nay. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn bà. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây chúng tôi sẽ kết thúc chương trình thời sự tối nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.